Mang thai thì rất khó rồi, sinh xong một cái là đi đời mẹ luôn. Ông ơi, ơi, con kể ông nghe một chuyện này thương tâm lắm ông ạ. Mày làm gì? Chưa chi mày vào nhà tao mày đã khóc. Thì cái câu chuyện thương tâm này, con cứ nghĩ đến một cái con không cầm được nước mắt. Đấy, này, mày nghe đâu không? Không nhìn tao cười. Đấy, mà gà nhà tao nó cũng cười đấy. Câu chuyện là thế này không ạ? Thế nào? Ngày xưa. Xưa. Úi dồi ôi, sao cái xưa của mày nó xa thế? Vâng, thế người ta gọi là xa xưa không ạ? Sao con kể chuyện buồn mà ông cứ cười thế ạ? À, thế người ta mới gọi là buồn cười. Vâng. Còn kể chuyện tiếp ạ. Ngày xưa ở trong một ngôi làng có một vợ chồng hiếm muộn. Ở một xóm nghèo có một gia đình đọc đinh 8 đời. Mà đến đời thứ 9, hai vợ chồng hiếm muộn mãi không sinh được con. Bình thường. Nhưng rồi cầu điếc cũng có ngày ra quả. Điếc thì để nó điếc luôn thì ra quả làm gì. Cây khô cũng luôn có lúc nảy lá đâm chồi. Em mùa xuân nó đến là nảy lá. Và người vợ đã mang thai không ạ? Mang thai. Cả nhà mừng vui. Cả làng chào đón. Vui mừng thay cho vợ chồng họ. Rồi 9 tháng 10 ngày. Mang thai 9 tháng 10 ngày, sinh con một cái là đi đời mẹ luôn. Ông bố cũng rất đau buồn, thương tâm quá độ cũng đi luôn theo vợ. Thằng bé bơ vơ ông ạ. Thằng bé mà bị đọa đây bao nhiêu năm tháng là mày đó con. Cũng nhờ tao nuôi nấng bao ngày, hôm nay mày trở thành người khóc đám ma thuê. Nín. Câu chuyện ông kể thương tâm quá con không nín được. Thôi nín đi, từ nãy giờ tao phịa ra cái chuyện tao toàn bốc phét thôi. Ôi đây chuyện ông cứ phịa ra. Bố mẹ mà còn sống không? Bố mẹ con còn sống cả, đúng rồi. Ôi đấy thì nãy giờ tao phịa chuyện rồi mà. Ôi ông làm con cứ thường thật đi. Con thường từ con gặp. Này là mày kể cái chuyện nó thương tâm như thế mà mày kể nó chả có cái tí hồn cốt đâu cả, mà tao nghe nó cứ lèo phèo phèo. Này, mày có biết cái nước súp, nước luộc trứng nó ngon như nào? Mày có thích uống không? Làm ông khóc khó thật đấy. Con kể chuyện cho ông khóc mà ông cứ cười, con khóc luôn. Thôi. Mày đi về mà khóc thuê. Khóc không cẩn thận nó cho ra đê mà nằm. Anh Liễu ơi, thế là không lấy được em rồi. Thì anh đi về chứ còn ngồi làm chi. Ôi giời ơi, vô duyên, vô duyên thượng hạng này. Ôi giời, khó nhỉ. Đâu đâu đâu. Đứa nào?
Đứa nào mà bảo là đố làm ông khóc, đứa nào ở nhà này? Nhìn rõ mấy cái chữ này chưa? À. Lão à? Chính lão đúng không? À, lão. Lão lão thách người ta là đố làm lão khóc đúng không? Mới gặp nhau gọi là lão. À. Có khi sau này ở cùng nhà với nhau gọi là thằng. À. Được đấy. À. Nói cho lão biết nhá. À. Cả cái làng cái tổng này nhá. À. Chưa có đứa nào gặp cái thằng này mà không khóc nhá. Ái dạ. Ừ. À. Nhất là cái bọn trẻ con nhá. À. Ừ. Mặt cứ nhơn nhơn này. À, được rồi. Ái dạ. Thế bây giờ tôi làm cho lão khóc được thì thế nào? Được rồi, ngươi mà làm cho ta khóc thì ta gả con gái cho ngươi và cả cái gia sản này cho ngươi hết. À được, được, được. Con gái đâu? À. Con gái lão đâu? Gọi ra đây. Liễu ơi! Dạ! Ra thầy vào. Dạ, con đây ạ. À con đi, mày gặp ông mà không chào. Mày gặp ông mà không chào. Đây, tôi làm gì anh? À, mày không làm thì ông mà không đánh nhá. Mày không làm. Này này. Cứu con. Sao mày lại đánh con gái tao? Hả? À, tôi thích đánh đấy. Hả? À, đây là còn chưa lấy về nhá. Sau này lấy về còn táng nhiều hơn nhá. Mày. Thôi. Mà này. Thế tại sao tôi đánh con gái ông nãy giờ mà ông không sót à? Có, tôi sót lắm. Sót à? Có khóc không? Tôi chuẩn bị khóc đi. Đấy. Anh làm này thì tôi dễ khóc lắm. Ừ. Anh cho tôi mượn cái ba toang này. Rồi. Xong rồi anh sang anh gặp con gái tôi. Chưa biết đầu cua tay nheo nào. Anh đã vụt con gái này. Tiên sư! Ai ơi! Ai ơi! Mày gãy chân à! Ông cho con giải thích ạ. À. Thật ra là các cụ có câu là của đau con sót. Nên là con cố tình con đánh con gái ông để mong ông sót ông khóc ạ. À. Chứ con không có ý gì đâu ạ. À. Con loại mất dạy như mày. Con gái tao nó lấy được mày về. Cái loại này, phàm phu tục tử như mày ấy thì con gái tao đời con gái tao có ra cái gì mà mày tôi mày triệt giống mày luôn này. Ông cho ông triệt cái ấm chén của mày. Mày biến khỏi nhà tao nhá. Hay đấy. Tịch thu của nó là cái ba toang. Cái này được đấy. Cái này đầu cáo chứ không phải đầu rồng. Ôi trời, khó nhỉ. Này con ạ, à, đấy. Kén rẻ cho con nó khó thế đấy. Người nào nó thực lòng nó yêu con, nó chăm sóc con, nó tốt với con đến hết đời thì cha mới yên tâm. Ôi. Thầy cứ như thế này thì bao giờ con mới lấy được chồng? Ừ, cứ để từ từ thì thầy sẽ tuyển tiếp chứ đi. Thôi, đi vào xem cơm nước cái nào đi. Đầu sư tử mà nhìn kỹ ra nó trông hơi giống cái đầu cóc. Xin chào thầy ạ. Này, tao cả ngày cười rồi, cười cười đến thắt cả ruột rồi. Thế mày sang đây mày gặp tao mày cười luôn rồi. Lại cười. Dạ thưa thầy, con cười là cười hai cái thằng nó vào đây nó kén rể của thầy. Việc của nó lại làm cho thầy khóc. Thế mà hai thằng nó lại khóc nức khóc nở nó chạy ra ngoài. Con cười là cười cái đấy. Khóc người hôm nay, mai người lại khóc mày. Người ta bảo là cười người hôm nay, ngày mai người cười. Để khóc mới cười thế. Thế mày vẫn cứ cười. Dạ. Ôi vâng. Mà cái nhiệm vụ chính của mày là làm cho tao khóc mới lấy được con gái tao, sao mày vẫn cười thế? Dạ thưa thầy, con lại có cái bệnh lạ. Bệnh gì? Khác cười. À. Là con cứ... cứ cười thôi. Này thằng kia. Dạ. Sao mày cứ ôm cứ cái gì ở trong bụng đấy hả? Dạ. Dạ thưa thầy, là các cụ bảo là cười nhiều thì rụng rốn. Cho nên con cứ phải giữ hai cái tay ở trong rốn thế này để con cười nó đỡ rụng rốn rồi con ra. Cười rụng rốn đã quá rồi. Mày là cười rụng rồi rốn thế này. Trên đời tao thấy mày số 1. Cho nên là con cứ phải giữ như thế này thầy ạ. Thôi. Này. Dạ. Hôm nay đến nhà cụ phải làm cho cụ khóc cơ mà.
Thế sao mày cười thì là lạc đề rồi. Nó vẫn cười. Báo cáo thầy là thế này. Dạ thưa thầy, là như thế này. Nhà con có cái truyền thống ấy là rất hay cười. Mà ai gặp thì con cũng cứ cười. Thế nhưng mà chỉ một lúc thôi là người đấy phải khóc. Ừ. Thế à? Dạ vâng. Gặp nhà mày đầu tiên là cười, sau là phải khóc cơ. Dạ vâng. Ôi giời, mày nói phét. Thì những người mà người ta làm cho người khác khóc là chắc là tình cảm lắm đấy. Dạ nhưng vâng. Mà tao không tin. Mặt mày nó tròn xoe, cũng được đấy, phúc hậu đấy. Lại cười. Thầy ơi. Hả? Các cụ ngày xưa dậy rồi. Không ai ôm gối từ tối đến sáng. Không ai nắm tay từ sáng đến tối. Cho nên cuộc đời là phải trải qua nhiều cảm xúc. Từ cười, xong đến khóc. Xong từ khóc, lại cười. Thằng này nó được, nó nói qua trên, qua dưới, có tình, có lý, được đấy. Thầy có tin là con chỉ đếm 1 đến 3 là thầy khóc không? Thầy còn lâu mới khóc rồi. Tao còn lâu mới khóc rồi. Thôi được rồi, để con đếm. À. Cho thầy tin hay không là tùy thầy nhá. Này, 1. À. 3. Thế nào? Thầy khóc chưa ạ? Anh ơi, đúng rồi, thầy khóc rồi. Đấy nhá, rõ ràng là thầy khóc nhá. Ê, em chứng kiến nhá. Nó xòe, tay xòe hết cả mắt. Khóc khóc cây mắt. Thầy thấy này, chưa? Thế mày làm cái nào mà thầy khóc được? Dạ, thưa thầy, đấy là bí mật gia truyền nhà con ạ. Để hôm nay con bật mí cho thầy viết nhá. Dạ đây ạ. Nhà con là có truyền thống làm dưa hành. Người thường chỉ một tép nhỏ là khóc giàn giụa rồi. Nhưng mà thầy con cho cả củ. Thì làm sao mà chỉ 1 đến 3 là khóc luôn. Ôi giời ơi. Thảo nào. Nó xông hết cả lên mắt tao này. Cái cây xè hết cả mắt. Thì hóa ra là nhà mày là chuyên muối dưa hành à? Dạ vâng. Dạ thưa thầy, thế thầy khóc rồi thì bây giờ như thế nào ạ? Mặt mũi nó cũng hiền lành phúc hậu đấy con nhỉ. Thôi được rồi, còn như nào, mang hành này về muối dưa làm cỗ cưới. Quái lạ nhỉ, phủ Tịnh Bồng của ta bình thường đông như chảy hội, cớ sao mà ngày lễ ngày Tết thế này mà lại vắng tanh như chùa Bà Đanh thế này. Ôi trời ơi, đau hết cả lưng. Đi đâu hết cả rồi nhỉ? Ôi. Thằng Nô! Thằng Nô đâu rồi? Dạ! Thầy cho gọi con ạ! Ôi giời ơi! Tê 11 đứa! Trong nhà đông như chảy hội, chạy díu ra díu dít. Thế sao hôm nay đi đâu hết? Có mỗi mình mày ở nhà là sao? Đi đâu đâu ạ? Mọi người vẫn đang ngủ. Vẫn đang ngủ? Vâng. Ôi trời ơi, mặt trời nó lên đến tít ngọn cây rồi mà vẫn còn đang ngủ. Thế thì làm ăn gì? Ôi trời ơi, thầy chờ biết nhà mình từ xưa nay có làm ăn gì đâu. Toàn tiền của thiên hạ người ta mang đến cho ăn còn gì nữa à? Chỉ biết là thế. Nhưng mà mày phải giục chúng nó, phải dậy sớm làm công việc trong nhà đi thì mới có cái đổ vào mồm. Thế cứ nằm ngủ như thế thì ai người ta cho mãi được. Mày bảo cái lũ em mày rồi lũ anh mày cứ ngủ cày ngủ trưa như thế không có cái gì bỏ vào mồm ấy. Tao nhá, mang hết tiền của thiên hạ tao trả lại họ thì lúc ý thóc cũng chả có mà đổ vào mồm đâu. Trả là trả thế nào?
Mà con thấy lạ thật đấy thầy ạ. Chẳng hiểu tại sao con là con ruột của thầy rõ ràng, mà thầy lại cứ gọi con là nô. Để con ra bên ngoài, chúng nó tưởng là con là người ăn kẻ ở của cái nhà này. Chúng nó coi con trả ra cái gì cả. Mày ngu lắm con ạ. Dạ. Mày phải nói mày là nô, là gia nhân trong nhà, là con nuôi của thầy, thì thiên hạ người ta mới thương, người ta mới cho tiền, người ta mới bố thí cho tao. Chúng mày mới có cái đổ vào mồm. Chứ mày nói là con ruột tao ấy, thì một mình tao nuôi 11 đứa thế thì ai người ta cho nữa. Vâng, thiên hạ người ta cho, nhưng người ta vẫn chửi thầy không ra gì đấy. Đứa nào? Đứa nào bố lao bố toét thế? Nói cho nó thế nào? Nó bảo là nửa chữ cũng là thầy, mà chửa nữa cũng là thầy. Ui dồi ôi, đứa nào bố lao bố toét thật, mất dạy. Thiên hạ người ta cũng biết rồi đấy thầy ạ. À. Gớm, thầy cứ bảo là nhặt 11 đứa con về nuôi, thiên hạ người ta thương, rồi người ta quyên góp, người ta ủng hộ. Nhưng mà người ta biết hết rồi thầy ạ. À. Mà người ta đã biết rồi thì thầy phải cho con cái danh cái phận chứ. Thầy phải cho con làm cả đi. Mày ngu lắm con ạ. À. Cái người cả ấy, là người người ta sinh ra được đầu tiên, người ta mới được làm cả. Chứ con chẳng sinh ra đầu tiên. Mày sinh ra đầu tiên bao giờ? Thì con là thằng đầu tiên của bà Tám còn gì. Ôi trời, sao mày ngu hết phần ngu của thầy thế hả nô? Hay là như này thầy ạ. Bây giờ đi ra ngoài ý, thì con sẽ nói với thiên hạ rằng là con được thầy nhặt về nuôi, được thầy cứu mang, được thầy dạy dỗ, cho ăn cho học. Đấy, để cho thiên hạ người ta thương. Nhưng mà khi mà người ta đến cho quà ở trong cái nhà này thì con phải nhận là con ruột chứ. Mày thấy là thông minh dần lên rồi đấy. Nhưng mà nhớ nhá, ra ngoài thiên hạ ấy, người ta hỏi thì mày cứ nhớ trong đầu ấy, chúng mày là con nuôi, là thầy nhặt về nuôi, nhớ chưa? Vâng. Chứ mày mà nói là con ruột ấy, thì chả được cái sầu gì đâu. Thế từ nay nhá, nếu cứ ở trong cái khu nhà mình này là con sẽ nhận là con ruột của thầy. Mà có đứa nào đến biếu quà là con cũng bảo là con là cậu cả. Để biết đâu nó thấy con là cậu cả, nó lại chuẩn bị thêm một số quà nữa để dành tặng riêng cho cậu thì sao? Tự nhiên nhà mình lại có thêm. Thằng này lấu cá nhà phết ấy. Thôi được rồi, riêng trong nhà thầy cho làm cả tất. Vâng. Thì thế mà. Đứa nào đến tặng quà là con sẽ bảo cả của cái nhà này mà muốn vào là phải có quà. Đấy. Chết rồi. Từ từ. Mày nhắc đến quà thì mới nhớ. Tại sao giờ lễ Tết thế này mà không thấy một ai đến biếu quà thầy là thế nào nhỉ? Mà mày biết đấy, mọi năm cái phủ Tịnh Bồng này người người nườm nượp ra vào mang quà biếu xén cho cụ Lý. Thế mà bây giờ chả thấy ai. Cấm thấy ai có mặt. Quái lạ. Hay là mày cứ để con chó ngoài cửa, nó to tổ bố như thế thì ai dám vào. Ra xích nó vào. Thầy đúng rồi. Thầy già lẩm cẩm mất rồi. Sao lại thế? Làm gì còn con chó nào. Có mỗi một con. Hôm kia thầy bảo là tao thèm thịt chó, thế mày ra mày phay nốt cái con kia, cả nhà mình uống rượu, bánh chén. Thế thì làm gì còn con nào nữa. Thế này hả? Thiệt thật. Hay là giờ tao già rồi, lũ lẫn thật nhỉ. Thôi được rồi, bây giờ mày ra ngoài kia, mày mở toang cái các cửa ra. Mở toang cửa? Ừ. Mà làm gì ạ? Thì mày cứ ra đấy, mày mở cửa ra, mày đi đi lại lại cho cái làng cái tổng này nó biết là trong phủ Tịnh Thất này cụ Lý đang ở nhà, thì dân làng người ta biết, người ta vào người ta còn biếu quà, đúng không? Thì đi đi, ngồi đấy làm gì nữa. Thế nhớ này. Dạ. Ai gặp mà hỏi thì cứ nhớ lời thầy dặn, là người ăn kẻ ở trong nhà là con nuôi thôi, nhớ chưa?
Thì đấy là ở ngoài ấy. Chứ vào trong nhà này thì con phải xứng danh chứ đúng không? Thầy dặn này không thừa đâu. Vâng. Thế thôi đi đi, để con ra ngoài kia xem có ai, con sẽ cho vào đây tất thầy nhá. Ăn ăn này. Dạ. Vào ấy, cho vào từng người một thôi. Vào từng người. Ừ. Để người này không biết người kia biếu cái gì. Mà quan trọng là đông quá thầy không tiếp được. Được chưa? Dạ. Thế để con ra mở cửa. Đúng rồi, đi đi. Dạ. Ôi xa. Nào, ô hai kìa. Nào, 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 tránh ra, tránh ra, tránh ra nào. Tránh ra. Tránh ra cho tôi đi nào. Ôi giời, ơ, cái con mẹ này. Ôi giời. Hóa ra là con bắt mày đấy hả? Bà đi đứng kiểu gì đấy hả? Đi đứng kiểu gì? Tôi đang đi thì sao cô lại chắn đường tôi? Ai chắn đường bà? Bà không nhìn thấy đồ của tôi đấy à? Cồng kềnh như thế này. Đồ của bà nhẹ như thế kia ấy. Thì tránh ra cho tôi đi. Biết mở mồm, nói mình là đồ cồng kềnh rồi. Thế mà không dẹp mà cho người khác đi. Người ta bê cái cây tre nặng như thế này cứ ngang ngáng ngang. Ôi trời ơi. Này, thế đây là đường nhà bà à? Chả là đường nhà ai cả. Nhưng mà đường người ta đi từ nãy đến giờ, ta đang đi thẳng này, tự dưng ngáng ra, bây giờ nói ngang này. Tự dưng ngáng ra? Bà có biết là cả cái cây cầu này, tôi đã đi quá nửa đoạn cây cầu rồi. Thì bây giờ bà nhường, nhường tôi đi. Tôi đi một cái rồi bà đi cũng được chứ sao. Cô còn trẻ mà cô ăn nói chả có tí đạo lý nào cả. Cô bảo nhường cái gì? Tôi già như thế này, tôi đi gần hết cây cầu rồi, đến đây thì cô bảo tránh cho cô đi. Thì cô đạo lý ở đâu? À đúng rồi, tôi quên. Trời ơi, bà già rồi. Già, sắp chết. Cô bảo ai sắp chết đấy? À, tôi nói cho cô biết nhá. Không biết ai là người chết sớm hơn đâu. Đứng đấy mà cười. Trời ơi, vô duyên. Thôi được rồi, bà đã nói thế rồi. Già yếu, thì tôi nhường. Mày nhường á? Em chả cần mày nhường luôn. Sao bà ngang ngạnh thế nhở? Tôi nhường thì bà cũng không chịu. Bây giờ bà lại còn định ngáng đường thế này thì tôi đi kiểu gì? Bà cũng chả cần mày phải đi. Mày muốn làm gì mày làm. Rồi ôi. Sao mà bà quái thai thế nhở? Quái thai. Bực cả mình. Tránh đường cho tôi đi. Mày nhớ cái mặt bà đấy. Rồi. Tuổi. Ý, tuổi. Mai này chồng bà mà được thăng quan tiến chức nhá, bà thì cứ bà ngáng cho chúng mày khỏi phải đi. Mình ơi! Mình! Mình đâu rồi? Ôi giời ơi đấy! Chồng với trả con! Chả bao giờ nhờ vả được cái việc gì cả! Cả ngày cấm có thấy mặt bao giờ! Quá chán! Ê, đằng kia! Bắt được nhiều cá chưa? Đằng kia! Ơ này! Này mày bị điếc à? Hả? Ông mày hỏi mày bắt được nhiều cá chưa mà mày cứ câm như hến nhỉ? Này! Sao lại có cái giống mà lại khinh người thế nhỉ? Hàng xóm láng giềng cùng làng cùng nước với nhau, tao hỏi mày bắt được nhiều cá chưa? Mày còn trợn mắt lên mày nhìn tao à? Hả? Này! Cái việc mày hỏi là việc của mày. Còn cái việc tao trả lời hay không, đấy là việc của tao. Nghe có khó chịu không chứ này? Ông nói cho mày biết nhá, đây là ông định đi xuống ông rửa cái cuốc. Nhìn thấy cái mặt mày đang bắt cá ở đấy thì ông hỏi xem là mày bắt được nhiều cá chưa. Thì nếu mà bắt được thì ông mua đỡ cho một ít, lấy tiền mà mua gạo nhá. Mày đừng có cái kiểu ấy để mày bán cho chó nhá. Này, tao có bắt được cá, tao có bán đi hay tao đổ đi cho chó tao cũng không bán cho cái loại mày.
rồi đã nghèo rồi còn sĩ. Này, ông nói cho mày biết nhá. Này mày nhìn này, mày nhìn này, cái tướng tá mày xem. Trông người thì lùn một mẩu ấy. Ông rủa cho mày đi ra ngoài sông bắt cá không cẩn thận chuột rút tụt bố mày xuống sông như thế này. À này này. Mày vừa phải thôi nhá. Nhá. Sao? Mày nói gì thì nói nhá. Hàng xóm láng giềng nha, tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy nhá. Này này này. Ông nói cho mày biết nha, ông cay cú cái mặt nhà mày lâu lắm rồi, ông chưa có cơ hội nào ông cho mày một trận đấy nhá. Mày đừng cứ tưởng là mày ghê gớm nhá. Vừa nãy ông hỏi có cá hay không rồi ông rủa mày đấy. Chứ có ai lại lại lại, ông nói cho mày biết nhá. Ông nói trước cho mày biết nhá. À, dọa tao rồi. Con kiến nó đốt ông. À, ừ. Này, tao nói cho mày biết nhá, trước sau gì tao cũng phải phấn đấu. Tao có tiền có của, tao một thăng quan tiến chức nha. Việc đầu tiên là tao về tao triệt hạ nhà mày. À. Tao cho lính tráng đốt nhà mày. À. Tao đuổi nhà mày ra đường. À. Mà không cẩn thận nhá, ông đuổi cả nhà mày ra khỏi cái làng này nhá. À, mày đừng có láo tuyết nhá, ông không thèm nói chuyện với mày nữa. Nhà tao đấy, mày sang mày đuổi đi. Được rồi, mày tao một thăng quan tiến chức thì mày đừng có trách. Tao truyền đời cho nhà mày biết nhá. Ừ. Cái loại nhà mày ấy nhá, ừ, thì không bao giờ được làm quan đâu, con hiểu không? Ừ, nhá. Rồi, mày xem cái dáng người mày có giống làm quan không hả? Thế ra không dáng tao làm quan. Làm quan nó phải có thần thái, ít ra là phải như tao đây này nhá. Ui, làm quan. Rồi mày vui lòng mày quay vòng tao xem nào. Mày làm quan hả? À. Mày quay một vòng tao xem nào. Quay đi. Quay thì quay đấy, quan quay đây. Đấy. Mày xem cái thần thái của mày xem, cái con người mày xem, cái diện mạo của mày xem. Mày làm quan ấy thì quan là quan quốc đất à? Quan là quan mò cua, quan bắt ốc à? Thôi, tao nói cho mày biết nhá, trong cái tướng mày mới lấy loại quan gì? Quan mò cua, quan mò cá, quan bắt ốc, quan đánh giặc nhá. Tao không thèm nói chuyện nhà mày nữa. Cái mặt mày. Ui. Này, ông quan quốc ơi. Các cụ bảo rồi, trèo cao thì ngã đau đấy. Nhá. Mày nhớ cái mặt tao đi nhá. Đúng là thằng quan quốc đất. Mày cứ nhớ cái bãi nước bọt này thằng quan quốc đất nhá. Rồi đến lúc ông mà làm quan ấy nhá, ông sẽ bắt mày liếm lại. Tranh thủ lúc cái thằng chồng nó chưa về vào làm bắt cơm. Trời ơi, không tí nó về nó nhìn thấy nó lại bảo là chỉ trực ăn lắm cho nó béo mầm lên rồi. Đấy, ăn một mình này ngon quá. Tí về ngồi với lão ấy chỉ gầy gầy vài hạt thôi. Nó đi chợ cả ngày. Điện không cơ chơi này. Ôi giời. Làm sao thế? Ôi giời, nào. Làm sao được chưa? Thấy nghẹn. Ăn làm gì mà phải ăn tống ăn táng vào đấy để cho nó nghẹn đứng cả cổ thế hả? Tại ông ấy, tự dưng ông về làm tôi nghẹn, giật cả mình. Không chờ chồng chờ con về ngồi ăn một mình làm gì chả nghe. Hả? Điên chờ. Ruột. Thì người ta đói người ta phải ăn chứ. Làm sao mà điên ruột? Hay là ông thấy tôi ăn cơm mà là ông điên ruột? Này, cơm đây ông ăn nốt đi. Đấy không thèm. Đang bực mình đây. Đứa bà tính xem. Khốn nạn. Cái vợ chồng nhà thằng Ngô ấy. À, nó lại gì để khinh thường mình. Mình nhìn cái mặt nó lại trông như mặt lợn. Người thì lùn một mẩu, các cụ đúng là nó nói rồi, nhất né gì lùn. Thấy nó mò cua bắt cóc, mình thương, mình hỏi xem là có bắt được con cá nào không. Nó lại khinh mình nhưng không thèm trả lời. Xong lên nó lại bảo là không thèm bán cho cái loại nhà mày, mới thế loại nhà mày là loại thế kia. Thế có điên ruột không chứ lị? Trời ơi, điên. Mẹ cha nhà nó. Ông làm sao ông phải điên? Ông cứ chửi nó là thằng nọ thằng kia. Ơi mò cua bắt ốc, ông nhìn lại ông xem. Ông có khác gì thằng đánh dậm mà ông chửi nó. À, này, bà đừng có nói tôi là thằng đánh dậm nhá. Này, bà nhìn thấy chưa? Nhìn cái tướng tôi chưa? Tướng sao? Tôi là tướng làm quan đấy. Yeah. Mà trong cái bùm bả đấy, giống y chỉ thằng Ngô.
vợ chồng với nhau chả bênh nhau thì thôi, lại còn hùa theo nó chửi tôi. Giờ tướng tôi này làm sao, tướng tôi này không là tướng làm quan, cái thằng ấy trông có giống cái con lợn ỉ không hả? Ông mới có mặt mà quan quốc đất đi. Quan gì? Quan quốc đất. Một chữ vẻ thôi chả biết đâu là quan. Này này, tôi nói cho cái mặt bà biết nhé. Chồng bà đường đường đấy thì bà không bênh, bà đi bênh cái thằng ấy, hay là bà thích nó rồi bà sang dọn dọn sang nhà nó mà ở, sang nhà vợ chồng nó mà. Cái này ông mới đúng nhá. Bây giờ tôi hỏi ông cái này này. À, tôi hỏi ông, làm sao mà ông cứ phải lúc nào ông phải chửi cái thằng bác Ngô hả? Làm sao mà chửi nó? Hay là ông lại cũng thích con vợ đó gì? Ông xin bụng ta ra một người à? Tát chồng cái vẫn gây hết cả răng cửa ra. Ngồi xuống, tôi bàn chuyện đây. Bàn gì thì bàn đi. Tôi tính rồi mình ạ. Vợ chồng mình cứ cày thuê quốc mướn, làm ruộng như thế này thì suốt đời khổ, ráo mồ hôi là hết cái ăn. Thì đương nhiên rồi, mình là nhà nông mà lại thế... Bây giờ nhà nông mà chả làm ráo mồ hôi hết tiền thì lấy đâu ra? Đấy, thế là mình phải có nghĩ cái cách nào đấy để thay đổi đi, thay đổi cuộc sống này đi chứ. Ông bảo bây giờ mình nghĩ cách gì hả? À, bán mặt cho đất bán lưng cho rời, coi như là cứ là dừng lao động, dừng làm một cái là hết ăn, thì ông bảo nghĩ là cách gì? Nhưng mà tôi vẫn tức lắm. Cái thằng Ngô nó khinh tôi thế là không được. Tôi tính rồi, đợt này tôi nghe tin quan trên đấy là sắp sửa là bổ nhiệm cái chức xã trưởng. Mà cái chức xã trưởng ở cái làng mình là chưa có. Ấy trời ơi, ông nói chuyện, à, ông đang nằm mơ ấy. Mơ cái gì? Mơ làm xã trưởng. Tôi làm xã trưởng chứ ai làm xã trưởng? Ông cứ nói là xã trưởng, ông làm sao mà làm được? Ôi giời ơi, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Làm sao mà biết tính toán được một sổ sách một xã trưởng? Cái đồ đàn bà đái không qua ngọn cỏ. Làm xã trưởng bây giờ cần gì phải biết chữ. Xã trưởng chỉ cần có tiền, chỉ cần mua quan là có chức xã trưởng, hiểu chưa? Mua như nào? Trời ơi, mua quan bán chức bà biết chưa? Này, tôi nói cho bà biết, bà có biết cụ Tịnh Bồng không? Tịnh Bồng thì ai mà chả biết. Đấy, chỉ cần biết được sở thích của cụ Tịnh Bồng, tìm cách qua lại với cụ là kiểu gì cụ cũng tác động lên quan trên để cho mình làm được xã trưởng. Bây giờ chỉ quan trọng là biết sở thích của lão thôi, hiểu chưa? Thế sao nhưng mà ông bảo là mua, nhưng mà mua thì tiền đâu mà mua, mà một sở thích. Mình phải chơi tất tay. Cái tiền bán lứa lợn vừa rồi đâu? Tiền bán thóc đâu? Hả? Tiền thì còn phải làm nhiều việc chứ. Làm cái bao gì? Bao nhiêu mà... cả năm rồi như thế còn phải sửa nhà chứ. Thôi, lần này tôi mà được làm vào chức xã trưởng nhá, thì bà ăn sung mặc sướng, quần là áo lượt, không phải đi làm vất vả thế này đâu. Mà bà có biết không, thì lão Tịnh Bồng này là ông khoái nhất là cái món đào, hiểu chưa? Đào á? Ừ. Ôi dồi ôi, vào rừng chặt tất cả đống. Dạ, làm sao mà phải thích? Không phải là đào đấy. Đào đây là ả đào, đây là đàn bà con gái cơ. Thế à? Tôi tính bà dồn tất cả số tiền bán lợn bán thóc bà đưa cho tôi. Tôi đi ra chợ, tôi giả vào tôi mua một cái món đồ gì đấy, tôi về tôi bịa ra đấy là đồ cổ. Với cái lý lẽ, với cái lời gì ngọt ngào của tôi thì kiểu gì tôi chả vuốt ve được lão Tịnh Bồng. Tôi bảo tôi mà được làm lý trưởng ấy, thì tôi sẽ cua hết gái làng này mang đến cho lão, thì lão sướng ngay. Chắc chắn cái chức xã trưởng làng này là thuộc về tay tôi rồi. Cơ mà liệu có được không? Sao lại không được? Bây giờ phải thay đổi, phải cố gắng, phải vươn lên chứ cứ nghèo mãi như thế này à? Nào, đào đưa tiền cho tôi. Ông nói phải. Thôi để tôi quyết với ông một phen vậy. Quyết cái gì? Được là cái chắc chứ còn gì. Phen này nhá, ông mà được làm xã trưởng nhá, thì vợ chồng nhà thằng Bắp Ngô biết mặt ông. Đâu. Cơ mà xót lắm. Không phải bớt, lại định bớt lại một ít chứ gì. Đưa tất cả đây.
tính chắc như đinh đóng cột rồi. Việc gì từ giờ đến Tết mà mình được cái chức xã trưởng thì ui giời ơi, cả làng nó mang đến biếu quà bà có mà ăn Tết ngập ngụa không hết. Thôi nhá, bây giờ cứ ngồi nhá, tôi đi một tí tôi về. Mà này nhá, ngồi mà mình đừng có ăn thì tọng vào xong rồi ăn lắm rồi nghẹn rồi tôi không có nhà thì rồi nghẹn chết ra đấy là không được hưởng đâu nhá. Không biết là có nên cơm nên cháo gì không á, nhưng mà dẫu sao á cứ phải ăn đã. Rượu này ấy tuy là người ngủ nhưng mà củ thức. Bà có biết cụ Tịnh Bồng không? Tịnh Bồng thì ai mà chả biết, nửa chữ cũng là thầy mà chửa nữa cũng là thầy. Ui giời ơi, đứa nào bố la bố tét thật. Mặt dậy. Minh ơi, tôi đây Minh ơi, ra giúp em một tay nào. Ôi trời ơi, giúp cái gì, đi làm bây giờ thì mình tự làm đi. Giời ơi, ra giúp em một tay. Giữ cho em cái này nào. Ôi trời. Mình đi đâu đấy? Còn đi đâu nữa? Thì mình bảo tôi là sáng nay đi vớt cá. Còn cái chuyện mà gặt lúa thì để mấy hôm nữa. Bởi vì là hôm nay thấy các cụ bảo là trời âm u này nó dễ mưa còn gì. Ôi giời ơi mình ơi, mấy cái chuyện đấy tính sau đi, không quan trọng. Hôm nay là cái chuyện quan trọng hơn. Đi kiếm ăn hàng ngày mà lại không quan trọng thì cái gì quan trọng hơn. Trời ơi, hôm qua vợ chồng mình đã nói như thế nào với nhau nhở? Hôm nay ấy là mình phải sang nhà cụ Tịnh Bồng. Cụ Tịnh Bồng? Tịnh Bồng là cái thằng nào mà phải sang? Cái làng này làm gì có ai cụ nào là cụ Tịnh Bồng? Bé cái mồm thôi. Cụ Tịnh Bồng ấy là tên cúng cơm của cụ Lý. Mình mà nói ra ngoài á, gọi thằng hỏng hết việc đấy. Cái gì? Cụ Lý nhà mình? Ừ. Tên thật là Tịnh Bồng à? Ôi trời ơi, thế con cháu bao nhiêu lâu mình không biết gì à? Ồ, hay thật đấy. Thế thì mình lấy cái tin này đâu ra? Trời ơi, tôi phải đi moi tin kỹ lắm đấy. Tôi còn phải moi tin cả cái sở thích của cụ nữa cơ. Nhưng mà này, tự nhiên mình lại moi tin tên cúng cơm của cụ Tịnh Bồng, tức là cụ Lý nhà mình, để làm cái gì? Thì tôi phải vì cái việc mà vợ chồng mình bàn đấy, tôi phải moi đủ mọi tin tức, không sót một tin nào. Và cái quan trọng ấy là mình phải biết cụ thích gì. Nhưng mà mình vợ chồng mình bàn cái gì tôi chả nhớ nhỉ. Tôi phải thông não lên cho mình mới được. Cụ Tịnh Bồng, cụ Lý đang thiếu một cái chức xã trưởng. Vợ chồng mình chả bàn với nhau. Nhớ rồi. Ôi trời, này. Quan trọng thế mà mình có thể quên được đấy. Nhớ rồi. Thế. Mình bảo là cụ Tịnh Bồng, tức là cụ Lý. Mình... Tôi chuẩn bị vò rượu ngon lắm. Cụ Lý ấy, là cụ ấy không thích một cái gì ngoài rượu, mà nhất là rượu ngon. Rượu này ấy mà uống vào nhá, thì cứ mà... thì chỉ có mà... Này. Sao lại cái rượu gì mà uống vào lại? Để ý tôi nói nó như nào. Rượu cười à? Nghĩ mà buồn cười. Thì uống vào, bà thức, ông ngủ. Trời ơi, tôi tưởng là mình đi mua tin với cả mua sở thích như thế nào. Này, ngu lắm. Mình bảo ai ngu đấy? Đúng là đàn bà không bao giờ qua được ngọn cỏ cả. Này, cụ Tịnh Bồng nhá, là sở trường của cụ ấy là thuốc, rượu và gái nhá. Thì mình lại đi tìm mua cái bình rượu mà gì, bà thức, con cụ đi ngủ. Này, cụ mà biết nhá, cụ chửi bố cụ đào mả lên đây. Có mà đào mả ông ấy, rốt. Sẽ đào mả tôi. Rượu này ấy, tuy là người ngủ, nhưng mà củ thức.
Người ngủ củ thức hả? Mày làm cái gì đấy? Làm cái gì? Tôi muốn ngủ. Ôi trời ơi! Thôi thôi thôi, tôi xin mình. Mình ý thì cần gì? Mình ý chẳng cần uống ý thì tôi cũng thức suốt đấy còn gì nữa. nhưng mà nói thế thôi. Cho tôi xin bát. Này, không được đâu. Rượu này đắt lắm. Tôi phải đổi bằng 4 tạ thóc đấy. Cái gì? 4 tạ thóc à? Ừ. Thôi. Gói vào cẩn thận. Không uống. Ừ. Mà cũng không biếu. Nhé. Trời ơi. Sao? Mang đi giả ngay nhá. Ôi trời ơi, không được đâu mình ơi. Sao lại không được? Thì mình phải thả con săn sắt bắt con cá rô chứ. Thôi. Tôi không có săn sắt với cá rô gì cả. 4 tạ thóc của tôi nhá. Ôi trời ơi, mình muốn được việc thì mình tiếc gì cái này. Nghe lời tôi, ngồi xuống cứ nghe lời tôi. Mình đi biếu cụ Lý cái này thì vợ chồng mình mới mua được chức xã trưởng chứ lị. Lúc đấy ấy, không phải là 4 tạ thóc mà 40 tấn thóc. Ngập nhà mình lo cái gì. này, mình mua được ở đâu cái tin mà chắc thế? Trời ơi, tôi thì mình khỏi phải nghĩ. Tôi đã mua tin là chỉ có chuẩn thôi. Nhưng mà này, tôi bảo thật mình nhá. Ừ. Mình mua tin có chính xác không? Chứ bây giờ mình mà biếu cụ Lý cái bình rượu này, riêng cái lão Tịnh Thất đó nhá. Tịnh Bồng đấy nhá. Bây giờ mà uống cái bình rượu này vào, lão ấy lại đòi lấy thêm vợ nữa. Thế thì mình định cả cái làng này là con của lão ấy à? Hả? Mình ơi, lão ấy chỉ thích cái gì mà em. Mình cứ đánh trúng tâm lý là được, hiểu chưa? Nghe lời tôi, chỉ cần biếu lão ấy bình rượu này, lão ấy hợp ý một cái ấy, thì chức xã trưởng sẽ là của mình. Như thế thì còn gì bằng nhỉ? Có mỗi một bình rượu mà lại được hẳn chức xã trưởng. Đáng là bao đúng không? Này! Ôi trời, cái gì đấy mình? Đứng lại! Ôi trời kìa, sao lại bắt em đứng dậy? Rót nước cho ông. Mời ông ạ. Này, ông thích ấy. Gì? Ông mà là xã trưởng ấy thì tôi đây cũng phải là bà xã. Sao tôi lại phải hầu hạ ông? Đương nhiên mình sẽ là bà xã. Thế nhưng mà đây là tôi đang tập để sau này mình đập bàn cho nó oai. Ông xã ngồi đây thì bà xã phải ngồi đây. Đúng rồi. À, rồi là con sen con ở nó lượn vòng quanh nhà. Này. Ông ra đây. Tôi thấy ông chưa làm ông xã mà đã có cái suy nghĩ là con sen con ở. Ông mà định lén phén là chết với tôi đấy. Khổ quá. Mình sau này làm xã trưởng rồi thì phải có con sen con ở chứ. Chúng nó phải làm việc nhà, rồi khách đến nó phải rót nước. Không lẽ tôi lại bảo bà xã à? Có đúng không? Đúng. Ông nói thì cũng phải nhỉ. Chưa chi đã nghi ngờ. Thôi được rồi. Thôi, nhanh mà bê cái bình rượu này sang biếu nhà cụ Lý đi. Nhá. Không làm nữa. Ô kìa, sao không làm? Đây sao không đấy? Thích làm xã trưởng nhá. Ô kìa, sao lại không thích làm xã trưởng? Mình không làm thì còn ai làm nữa? Hả? Chưa làm thì đang nói là con sen con ở rồi thì nọ thì trai. Thằng này đã thề rồi nhá. Là vợ chồng mình là đói khổ có nhau. Thề non hẹn biển nhá. Chúng ta như đôi gà này đấy. Chỉ có cái chết mới chia lìa được hai chúng ta. Thế mà chưa gì mình đã nghi ngờ tôi rồi. Thôi được rồi, em xin lỗi mình. Em hiểu lầm mình. Bây giờ thì mình mang rượu sang nhà cụ Lý nhá. Đi. Mang sang cụ Lý. Cụ Lý nhận quà một cái. Mai mình làm xã trưởng. Ý trời ơi. Ông là ông thích mày rồi đấy. Mày là ai? Con sen ấy. Con sen ấy. Đã thế nhá, tôi không cần mang cái bình rượu này đi đâu hết. Không cần phải làm bà xã gì cả. Trời ơi. Lúc đói lúc khổ thì có nhau đấy. Bây giờ
Ông lên làm ông xã, tôi làm bà xã. Xong ông tòm tem với sen với đào gì á. Con mà tan cửa nát nhà, tôi không thiết, tôi không cần. Sen là nói nhầm. Con sen nó đứng ở đây, mình đứng ở đây. Thì tôi nói là mình à, mình lại hỏi ai đấy, tôi bảo con sen đấy. Chứ không phải là tôi ve vãn nó. Tôi với mình, đây, như đôi gà. Chỉ có cái chết mới chia lìa được chúng ta thôi, bà xã nhớ. Ông hứa đi nhá. Hứa. Được rồi. Bà xã nhá. Được rồi. Chuẩn bị mà đi nhá. Đi nhanh, đi nhanh. Đây đây, ông đứng ra đây cho tôi. Đi sang mình... nhà cụ Lý đấy, bắt đứng ra đây làm gì? Thì mình cứ đứng ra đây. Bê bình rượu lên nào. Bê lên. Ui giời ơi. Này, nó bé tẹo thế này mà những bốn tạ thóc của tôi đấy, thằng nào bê nó nặng lắm. Rồi ơi, nhẹ nhàng, cẩn thận. Nào. Mình xoay một vòng cho tôi xem nào. Xoay à? Xoay một vòng. Xoay bên nào? Bên nào cũng được, cứ xoay cho tôi xem nào. Bên này nhá. Ôi giời ơi, thôi chết rồi. Sao? Không ổn. Sao lại không ổn? Không ổn tí nào cả. Tôi bê rượu không ổn à? Nhìn cái bình rượu với bộ quần áo của mình không hợp tí nào. Cái bình rượu này thì liên quan gì đến quần áo? Trời ơi, mình định ăn mặc thế này để sang nhà cụ Lý à? Ô hay, thế không mặc như thế này thì mặc như thế nào? Ôi trời ơi, mình mặc thế này nó không ra dáng ông xã. Mình phải ăn mặc làm sao để nhìn thấy mình có dáng dấp phong thái thì cụ Lý mới yên tâm để giao chức xã trưởng cho mình chứ lị. Khổ quá, nhưng tôi chỉ còn mỗi bộ quần áo này thôi. Thế bây giờ làm thế nào để ra phong thái đây? Mình ngắm này. Tôi bê này trông giống phong thái xã trưởng chưa? Được chưa? Thôi rồi, tôi để với mình trông như thằng cửu vạn ấy. Thôi. Nào, mình bỏ xuống đây. Đây này, tôi bảo này. Bây giờ vào trong nhà, tôi có bộ quần áo vừa thuê xong. Mình mặc vào sẽ ra phong thái của người làm quan. Mình thuê cho tôi bộ quần áo rồi hả? Ừ, tôi tính hết rồi. Thế sao đấy? Ơ kìa mình. À, nhưng mình ơi, mình thuê cho tôi bộ quần áo. Tôi mặc vào. Thế nhưng mà nó không phải là quần áo của tôi. Mình hay thật. Quần áo không phải của mình thì sau này sẽ là của mình. Khi mình đi làm xã trưởng rồi thì gấm vóc á, lụa là cái gì chả là của mình. Nhưng tôi lo lắm mình ạ. Mình lo cái gì? Nếu như cụ Tịnh Bồng, cụ ấy đồng ý cho mình làm xã trưởng. Thế nhưng mà tôi không biết chữ. Ít học thì làm sao mà làm được. Này tôi bảo, mình không biết chữ, ít học cũng không sao cả. Chỉ cần mình lên làm cái chức xã trưởng ý, không biết chữ này, ít học này, thì mình thuê người biết chữ. Lo gì cái đấy. Thế mà không nghĩ ra. Mình sẽ thuê mấy ông thầy đồ về, ông ấy viết chữ cho mình. Còn mình chỉ cần điểm chỉ. Mà này, cái quan trọng ấy là tôi muốn ấy cho vợ chồng nhà thằng Khoai con dây kia kìa sáng mắt ra. Đúng rồi. Lúc nào con mụ ý nhìn thấy em cũng lườm nguýt ra cái điều là ta đây lắm. Lần này thì cho biết mặt luôn. Rồi, mình nói chuyện đấy tôi mới nhớ nhá. Cách đây dăm bữa tôi đi qua đình, tôi gặp thằng Khoai. Nó thấy tôi đi qua nó lại còn nhổ nước bọt chứ. Láo. Chẳng nhẽ lúc đấy tôi lại cầm cái nơm tôi úp một phát vào mặt nó cho nó biết. Được rồi. Sau này nhá, tôi làm xã trưởng nhá, mình làm cho tôi một cái quyển sổ thù nhá. Sổ thù? Sổ thù ghi tên nó vào nhá. Được rồi, em nhớ rồi. Tôi ngày đầu nhậm chức, ngày thứ hai là tôi sẽ xử lý thằng Khoai luôn. Xử luôn? Việc đấy mình cứ để em lo. Rồi. Thôi, bây giờ vợ chồng mình vào kia, em thay đồ cho mình nhá. Mình mang ra đây tôi thay luôn ở đây. Thôi được rồi, thế đợi em. Mình ơi, không thay ngoài này đâu, thay ngoài này lộ lắm. Nhớ đâu thằng Khoai con dây nó nhìn thấy thì sao. Đấy, em đã bảo mà, vào đây.
Khi mình đẹp quá. Ôi dồi đâu ôi. Hết cả rồi. Ôi dồi ôi. Ai thế này? Tôi còn ai thế? Ôi dồi ôi, sao mà vừa mới đi có một... Sao nhìn ông khác thế? Ờ. Bà nhìn thấy tôi chưa? Nhìn thấy dáng cao sang phú quý chưa? Nhìn thấy quần là áo lượt chưa? Tôi lại còn mua được cả món đồ quý để mang sang biếu ông Tịch Bổng đây này. Ôi giời ơi, chưa đó ông Nghệ đã đè hàng tổng rồi. Ờ, bà buồn cười, tôi tính hết cả rồi. Mọi chuyện nó ở trong lòng bàn tay tôi rồi, tôi dự liệu được hết rồi. Ông dự liệu như thế nào? Hả? Ông dự liệu như thế nào? Tôi nói cho bà biết. À, đây, bà thấy cái bình này thế nào? Đẹp. Đây, 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 đây. Vào đây, vào đây. Úi giời ơi. Đẹp quá ông à? Thế có đắt tiền không? Không hề đắt tiền. Tôi ra chợ may quá đúng là hên. Gặp được cái thằng trộm vặt mà nó lại ăn cắp đồ của quý. Cái đồ này nó không rõ nguồn gốc nên tôi nói thế nào thì lên thế đấy. Thế à? Lão già mắt nổ mắt xịt như thế. Tôi sang tôi cứ bảo là bình đồng niên đại bao nhiêu đấy. Thì lão chả sướng điên. Nhưng mà lão già này cái bình này nó chỉ là cái cớ thôi. Còn quan trọng nhất là lão thích cái khoản gái chưa? Ông cứ nói thế. Tôi thấy ông đàn ông nào mà nhắc đến gái trở dối lên. Này, 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 này. Bà nói thế mà nghe được. Bà nói ai thì nói được. Chứ bà nói tôi mà bà nói được. Tôi bao năm nay chung thủy vẹn toàn với bà. Đã bao giờ tôi nhấm nha nhấm nháy ra đường. Tôi liếc ngang liếc dọc bao giờ chưa mà bà nói đàn ông. Ôi trời ơi, đấy là bây giờ thôi, còn bần hàn như này ở với nhau ông mới thế. Chứ mai mốt á, ông ấy làm quan rồi á, lúc đấy chả vợ nọ con kia ấy chứ. Thôi thôi thôi, nào 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 nào, bà lại sắp sửa đấy thì ngáng bạc đi. Vừa nói đến cái chuyện đấy đã. Thì thế bây giờ tôi hỏi bà, thế bà muốn sống trong nhung lụa giàu sang hay là bà muốn tôi chung thủy xong cứ sống trong cái cảnh nghèo hèn? Tôi nói thật đi, lỡ rau này nhà mình có giàu có đấy thì bà quần là áo lượt thì tôi cũng phải tán lộc đi, tôi cũng phải là người ta gọi là phú quý sinh lễ nghĩa. Thôi 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 ngâm cái kiểu phú quý sinh lễ nghĩa xong rồi vợ nọ con kia tôi chịu nhá, thà như là khổ như này có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo mà vợ chồng có nhau. Chứ bây giờ lại bảo giàu có rồi chứ là ông ấy... Trời ơi! Đây là tôi nói là nói ví dụ như thế. Chứ còn tôi lúc nào tôi chả chung thủy mặn nồng bên bà. Lúc nào tôi có chỉ có tơ tưởng chuyện ở bên ngoài. Tôi chỉ tơ tưởng cái chuyện làm sao mà kiếm thật nhiều tiền về cho vợ con sung sướng. Kiếm nhiều tiền để gia đình mình mở mày mở mặt với làng với nước. Thế bây giờ việc sang nhà lão Tịnh Bồng như nào? Thì còn thế nào nữa? Một mình tôi sang tôi biếu quà rồi tôi để đạt tôi nói chuyện. Hay là bà cũng thích sang đấy, mai bà đi cùng tôi nhá. Không ạ. Ông muốn tôi đi sang cùng với ông gặp cái thằng cha già đấy á. Để ông lại... Tôi hiểu rồi nhá. Trời ơi, ông định tiến thân gì? Ông hiến tôi cho lão ý gì? Trời ơi, thảo nào. Cứ bảo là lão ấy mê gái đi. Đã nói mọi chuyện ở trong lòng bàn tay tôi hết rồi. Bà làm gì mà bà cuống lên đi. Trông lão thế thôi nhưng mà lão toàn vợ trẻ, gái đẹp. Chứ bà nhìn lại bà đi. Bà nhìn lại bà đi, chứ có giống con lái xe không? Đấy bây giờ nhớ là càng rõ âm mưu của ông nhá. Đúng không? Tôi nói có sai không? Bây giờ ông chưa giàu có, ông chưa làm quan mà ông đã chê tôi già, tôi xấu. Thế rồi mai mốt ông làm quan thì ông đuổi thẳng cổ tôi ra ngoài đường ấy. Nào, bé cái mồm. Chân tôi cổ thế này. Nào, bé cái mồm tôi không hàng xóm láng giềng ta nghe thấy tưởng vợ chồng đánh cãi chửi nhau. Có cái chuyện gì đâu. Đây là ta mới đang nói chuyện như thế. Thế bảo sang nhà lão Tịnh Bồng là có gì sang cùng để xem là tôi thuyết phục lão như thế nào thôi. Chứ vợ tôi yêu, tôi thương, chứ tôi lại mang sang dâng cho lão thì tôi có bị điên đâu. Ông nhớ cái mồm ông đấy nhá. Được rồi. Mai mốt đã giàu có, đừng có mà hát hủi tôi đấy. Được rồi. Ông mà hát hủi tôi á, tôi hề đi hết đấy. Lành làm gáo, rứt làm môi mà lôi thôi thì tôi... Thôi, không có lôi thôi gì cả.
Bà là cái đấy, bà cứ cản mũi. Mọi việc người ta đang êm xuôi, tiện đã mua được cái bình đẹp như thế này rồi, tôi tính toán là cái chuyện ngày mai sang nói chuyện với ông cũng là êm xuôi rồi, kiểu gì cái chức xã trưởng cũng thuộc về tôi. Bà cứ ngáng bạc như thế. Thôi, bớt cái suy nghĩ đi. Chuẩn bị mà ăn sung mặc sướng đi, chuẩn bị một quần áo lượt đi. Còn bây giờ vào đi ngủ sớm sủa để cho tôi khỏe khoắn, ngày mai tôi còn sang nhà nó tịnh đồng. Ông nhớ đấy, ông nhớ cái gì ông hứa với tôi đấy. Rồi, thôi, đi vào đây, Rồi ôi, mang cái bình thì sao mà biếu lão thì lão sướng điên lên. Dạ, con mời ông xã ạ. Ôi xui. Mình ơi, đẹp quá. Mình ôi. Nào, mình đứng dậy. Ôi, để em đỡ mình. Nào. Đau quá mình ơi. Ôi dồi. Ôi mình ơi, chảy máu. Ôi, chảy máu mũi rồi. Ôi dồi. Nào, mình ngồi lên nào. Mình ơi. Ôi. Em lau cho nào. Mình ơi. Ôi dồi, mình ơi. Cái bộ quần áo này nó không phải của tôi. Tôi không quen. Mà các cụ bảo rồi, cái gì không phải của mình ấy thì đừng có mà chạm vào. Trời ơi, không quen rồi sẽ quen. Mà ấy, nếu mà mình sợ mình trèo cao ngã đau ấy thì mình không phải lo. Mình ngã thì đã có em đỡ. Sao, ổn chưa? Mình đỡ được không? Chứ mình mà đỡ không kịp thì mai nó lại học máu mồm ra thì sao? Thôi được rồi, em thương. Được chưa? Không sao. Mình quyết phát này làm xã trưởng. Phải làm bằng được xã trưởng thì mới thanh toán được cái sổ thù. Đúng rồi. Nào, đứng lên xem. Từ từ đã, vẫn trong mặt quá. Được chưa? Mình ổn chưa? Đấy, trông mình của em ra dáng quá cơ. Nào, mình đứng lên ạ. Ôi, đấy, cẩn thận. Mình ơi. Dạ. Tôi biết tại sao ngã rồi. Tại sao? Cái quần này nó dài quá. À, ôi, em quên, chiều cao của mình chỉ có hàng. Nào, được rồi. Đấy, kéo cao lên. Rồi, ngon. Ra dáng rồi đấy. Mình nghe. Nhưng hả? Mặc bộ đỏ này vào. Ờ. Mà lại bê cái bình rượu này. Ừ. Nhỡ đâu tôi vấp một phát thì lại vỡ mất 4 tạ thóc. Mình bê. Tôi đi cho. Em bê, em đi sau mình nhá. Đi. Mình chịu khó đi sau thôi. Sau này mình sẽ đi trước nhá. Em chỉ cần được đi cạnh mình là em vui rồi. Mình ơi. Hả? Hôm nay đi sang gặp cụ Lý. Nếu mà cụ gật đầu một cái, vợ chồng mình chiều về thịt con gà này liên hoan nhá. Chúc mừng. Nhá. Này. Hả? Hóa ra ông chỉ muốn thịt cái con gà này. Có nghĩa là khi mà ông được chức xã trưởng rồi ấy, ông muốn rũ bỏ tôi. Thế mà bảo là như đôi chim gà kia, sống chết có nhau. À, không. Ờ, tôi muốn bảo là nếu mà cụ đồng ý thì mình ra chợ mua một con gà về. Chứ hai con gà này làm sao mà thịt một con được. Nó phải có đôi chứ. Chỉ có cái chết mới chia lìa được chúng ta. Nhớ đi nhá. Đi. Đây mình. Đây, tôi cầm cái này. Em đây cái này. Cầm này giống dáng ông xã không? Quá giống cái chứ. Đi. Đi thôi mình. Ông đi. Xã nhỉ? Đấy. Nào để em đỡ mình. Được chưa? Kéo cao quần lên. Đây. Nào. Đây. Chậm thôi. Nặng quá. Mang cái bình này mà đến biếu cụ Tịnh Bồng thì kiểu gì cụ chả cất nhắc mình lên. Mà đẹp quá. Nặng quá. Úi giời ơi. Mà biếu này có khi to quá. Mang ra chợ bán đi mua cái bình nhỏ hơn có được không nhỉ?
cơ mà không được. Bê cái này mà không biếu, mang ra chợ bán lấy cái bình nhỏ hơn, con vợ mình nó phát hiện ra thì thôi, nó rúi đầu gốc cây nó đánh chết. Thôi, cứ biếu nguyên cả cái bình này cho chắc. Sau này mà mình được cất nhắc lên làm quan thì vợ chồng nhà bắp ngô. Ô, sao lạ thế nhỉ? Vợ chồng nhà bắp ngô nó đi đâu mà trông cũng ăn mặc diện đấy kia nhỉ? Nó mà nhìn thấy mình bê cái bình này, biết là đi biếu quan để lên thăng quan tiến chức thì lộ hết. Ẩn đây, chúng nó đi qua thì mình vẫn đi. Mà này, hả? Mình bê đi cho tôi. Nặng như thế này bắt vợ bê bao giờ không? Bê từ nhà ra đến đây còn một đoạn nữa là đến đấy kì. Thì dã hết cả tay rồi còn gì nữa. Đi. Mình ơi. Sao đấy mình? Lần sau mình thuê quần áo ấy thì mình thuê luôn cho tôi đôi guốc nhé. Mình đau chân quá à? Không phải là đau chân mà phải đi guốc thì nó mới đúng bộ. Chứ ai mặc áo quan này đi chân đất bao giờ. Đúng rồi, em xin lỗi. Mình vào nhà cụ Tịnh Bồng, mình đã biết là phải nói gì chưa? Ô, sao phải nói? Có cái gì đâu. Hai vợ chồng mình đến, đặt cái này lên bàn, rồi bảo cụ, cụ hốc đi. Trời ơi, mình sao lại nói hốc? Thì không nói hốc thì cụ đớp đi. Ôi trời ơi, chồng ơi là chồng, mình mà nói đớp ấy là cụ cho vợ chồng mình ăn bánh cuốn đấy. Ui dồi ôi, thế à? Ui này, lâu lắm rồi tôi không ăn bánh cuốn. Ui dồi ôi, được cụ mời bánh cuốn thì còn gì bằng ấy chứ. Nói một thì phải hiểu 10 chứ này. Bánh cuốn ở đây ấy là cụ cuốn xéo vợ chồng mình đuổi ra khỏi nhà nhá, hiểu chưa? Thế là bánh cuốn à? Thế được rồi, thì tôi bảo là cụ ơi, vợ con nó biếu cụ cái bình rượu người ngủ cụ thức, cụ hốc đi, rồi mà hốc xong là cụ phải nhớ là cái chức xã trưởng là của con ấy. Đúng không? Không được, không được. Chồng ơi là chồng, thế nay thì làm sao mà cụ cho chức được? Thế nói như thế nào? Thôi được rồi, bây giờ mình cứ để tôi sẽ vào trước. Mình đứng ở ngoài cổng chờ, tôi vào trước xem ý cụ thế nào. Xong rồi tôi ới mình vào, mình hiểu chưa? Nói chuyện là cứ thủ thỉ nhẹ nhàng, phải có ý tứ chứ lị. Biết chưa? Được rồi, đi. Được rồi. Vợ chồng nhà này cũng đi biếu quà quan à? Ghê đấy. Mình ơi. Tôi buồn. Trời ơi, sắp có chức rồi, mình buồn cái gì? Phải vui lên, cười lên tôi xem nào, vui lên. Không phải là buồn này. Thế buồn gì? Buồn tè. Cứ mỗi lúc mà làm việc gì quan trọng là tôi lại buồn tè mình ạ. Đỡ không ạ? Cầm. Thôi, nhanh lên tôi chờ. Rồi. Đi cho người nó thoải mái, vào nói năng nó mới lưu loát. Đi nhanh lên. Tìm xem chỗ nào nó đi. Đây rồi. Này, đừng có quay lại nhìn đấy nhá. Đỡ mà. Thôi được rồi, tôi đứng đây, tôi trông cho mình nhá. Quay mặt đi. Ui trời ơi. Ui trời ơi. Xong chưa mình? Nhẹ cả cái thằng người. Xảo cái chân lên. Rồi. Đi. Mình ơi. Hay là tôi vác như này cho nó sang trọng. Tôi đã bảo mình bê cẩn thận xuống, trông như kiểu vạn ấy. Ôm cái này đẹp hơn này. Rồi, đi. Ông xem.
xã. Ăn cái gì mà đái khai thế? Tổ cha vợ chồng nhà bác cô nhá, sau này ông mà làm quan, ông xa nhà mày, ông đứng trên nóc nhà ông đái vào mặt vợ chồng mày. Đi mày, giảm chân lên. Đấy, đến rồi đấy. Mình ơi. Hả? Mình bảo đây là nhà của cụ Tịnh Bồng à? Vâng. Nhà cụ Lý đấy mình. Nhà cụ Lý đây à? Ừ. Mình ơi. Hả? Mình có nhầm không? Nhà gì mà to, trông cứ như cái chùa đây này. Hả? Nhầm làm sao được? Lần trước em vừa đến đây mà lị. Đến lúc nào hả? Tức là cái hôm mà thằng đưa tin ấy, nó đưa tôi đến đây, tôi mới biết đường, biết lối để dẫn mình tới chứ lị. À, đến để biết nhà hả? Ừ. Đi. Tưởng là lén lút đến một mình. Mình này cứ nghĩ đình tình, nhanh. Đẹp quá mình ạ. Ui, cứ ngơi đồ sộ. Bồng lai tiên cảnh. Đúng là cụ Tịnh Bồng có khác nhỉ. Kìa, như có người đấy mình ơi. Ho. Đi đâu đấy? Đây là cái chợ, thích đi thì đi, thích ra là ra, thích vào là vào à? Hả? Chào. Thằng nào đấy? Mình. Thằng nào là thằng nào? Này. Sao? Có biết đang nói chuyện với ai không? Nói chuyện với ai? Tới đây nhá. Tao là ông xã nhá. Còn đây là bà xã nhá. Úi dồi ôi. Thế mày biết mày đang nói chuyện với ai không? Tao cần gì phải biết. Úi trời ơi. Mày chắc là thằng nô cho nhà cụ Lý chứ cái gì? Ê vẩn. Đừng có mà xúc phạm. À. Này, giới thiệu cho mà biết. Đây là cậu cả nhà cụ Tịnh Bồng, biết chưa? Mày đừng có mà lừa tao nhé. Úi trời. Cậu cả nhà cụ Tịnh Bồng nhá, là học chữ cùng tao nhá. Úi trời ơi. Nó lại mày, đi qua mặt mình. Mày đúng là cái thằng mà đi học chữ mà ngu lắm. À. Biết một mà không biết tám. À. Cái lão cả mà mày nói ấy, à, là con của bà cả. Ừ. Còn tao là cả của bà tám cơ mà. Tức là vẫn là cậu cả mình ạ. Cậu cả ở trong gia phả. Hiểu chưa? Tức là của nà vẫn về đây cậu cả đấy. Dạ chào cậu cả. Nó phải thế nhỉ. Này, tao nói cho hai đứa biết này. Vâng. Mà nói chung là gia đình tao phức tạp lắm. À. Nhiều lúc tao còn chẳng biết tao là con của ai cơ. Ừ. Mà thôi, tóm lại là hai đứa chúng mày đến đây làm gì? À kìa. Cho tí. Này mình ơi. Nó bảo nó là cậu cả. Con bà tám. Thế mà vừa xong nó lại bảo là đến tao còn không biết bố tao là ai. Thế tức là nó con của cụ nào? Hay là nó là con của bà bảy hay bà sáu hay là nào thì mình cũng cần biết thôi. Chỉ cần cái biết. Gì đấy? Cứ vào gặp cụ rồi tính. Ê, chả là thế này. Ngày hôm nay tôi có bình rượu quý. Cái bình này là vợ tôi đổi 4 tạ thóc. Vâng ạ. Ừ. Người ta gọi là rượu người ngủ cụ thức. Ôi, để gì? Sang biếu cụ. Rồi cụ cho cái chức xã trưởng, hiểu chưa? Người ngủ cụ thức hả? Ừ. Ý hai vợ chồng mày là muốn ông ấy thêm một đứa nữa để chia tài sản với tao à? À cút. Dạ không phải thế đâu cậu ạ. Chồng con không biết anh nói. Thật ra là hôm nay vợ chồng con sang đây là để hỏi thăm sức khỏe của cụ ạ. À hỏi thăm sức khỏe của cụ à? Vâng ạ. Ui dồi ôi. Cụ dạo này yếu lắm. Ừ. Mà có tiếp khách cũng không tiếp được đông người đâu. À. Cụ chỉ tiếp một người thôi. À. Đấy, thế bây giờ hai vợ chồng nhà anh chị là muốn vào gặp cụ đúng không? Ừ. Một người vào thôi. Mình để tôi vào cho. À không, mình hay thật. Mình ăn không nên đợi, nói không nên lời. Ừ. Mình cứ để tôi. Thế tóm lại là bây giờ ai vào nhanh lên, không có thời gian đâu. Ai vào? Hả? Dạ, tôi vào ạ. Mày vào á? À vâng ạ. Vâng. Mày vào mày lại ôm cái cả cái bình người ngủ cụ thức này vào. Để mày định thêm một cậu cả nữa à? Lướt. À, nhá. Đúng.
Để tôi vào. Mình cứ ra ngoài mình đợi đi. Tôi biết là tôi sẽ phải nói cái gì rồi. Cụ đang yếu, tôi vào tôi rót cho cụ một bát rượu này. Cụ hốc xong là cụ tỉnh ngay. Nhưng mà mình có nói được không đấy? Được, có cái gì mà không được. Tất cả nó ở trong cái đầu này rồi nhá. Nhớ là cứ thủ thì nhẹ nhàng. Rồi. Ý tứ vào, biết chưa? Biết rồi. Tôi ở nhà chờ tin tốt nhá. Dạ xin phép cậu ạ. Tôi về trước nhá. Về đi. Đưa con cái ông này đi vào đây. Nhanh lên. Vào. Úi giời ơi. Nào, đi vào đây. Nhanh cái chân lên. Úi giời. Hả? Cụ đang ngủ. Ngủ đâu mà ngủ. Nhắm mắt cho đỡ bụi thôi. Vào đi. Này. Hả? Thế nhưng mà chào cụ, cụ dậy cụ có mắng không? Mắng cái gì cứ gọi cụ dậy đi để có quà đi rồi. Dạ, con chào cụ ạ. To nữa lên, cụ bị điếc. To lên à? Ừ. Con chào cụ ạ. Nữa lên. Nữa lên. Con chào cụ ạ. Ôi, cái thằng này cứ như là đói ăn đấy nhỉ. Chào nó to lên thì cụ mới nghe tiếng. Con chào cụ ạ. Ôi giời, cái gì đây? Dạ, con chào cụ ạ. Mày. Dạ. Mày chào tao hay là mày chửi tao đấy? Dạ, con chào cụ ạ. Nhưng mà cậu cả đây cậu bảo là cụ bị điếc cho nên phải chào to. Trời ơi. Tao bị nặng tai. Dạ. Chứ tao đâu có điếc. Dạ. Mà sao mày lại chơi với thằng này à? Dạ. Con không chơi với thằng này. Con là bạn đồng niên với thằng cu cả nhà cụ ạ. Đồng niên với thằng cu cả? Dạ. Thế mà lại đi với thằng cu nhỡ. Thế là thế nào? Dạ, tức là con là cùng trang với thằng cu cả. À. Dạ vâng, con đi học chữ với cả thằng cu cả nhà cụ ở nhà thầy đồ cả. À, rồi. Dạ. Rồi. Thế hôm nay mày đến đây có việc gì? Dạ, chả là thế này. À. Vợ con nghe nói cụ còn đang chống cái cửa xã trưởng. À. Thế vợ mày đâu? Dạ vợ con ở nhà. Về gọi ra đây đây. Thầy truyền chữ cho. À, dạ thôi, vợ con nó học chữ rồi. À. Cụ ơi. Cái gì đây nữa? Biết là cụ còn đang chống cái cửa xã trưởng. Thì vợ con nó bảo là mang cặp bánh phu thê sang biếu cụ. Rồi có bình rượu ngon biếu cụ. Dạ. Rượu quý gì mà sao bé thế? Dạ bẩm cụ, cái bình rượu này bé đấy thôi. Nhưng mà vợ con là phải đổi 4 tạ thóc đấy. Ủa, 4 tạ thóc cơ à? Bé nhưng nó có võ. Cái này là rượu đúng môn cụ thích luôn. Là người ngủ củ thức. Đúng thật. Đúng là cái thứ mà tao đang cần. Dạ. Được. Cả nhớ. Dạ. Mày nhớ đấy. Mày điền cho vợ chồng thằng này. À, mà mày tên gì nhỉ? Dạ, con tên là Ngô. Vợ con tên là Bắp ạ. Ngô Bắp à? Dạ. Ghi tên vợ chồng Bắp Ngô vào cái suất. Nhà có ai ở trong nhà không? Ra xem có ai. Dạ. Tao đã dặn mày rồi, cho từng thằng vào một thôi. Vâng. Để đông thế. Thế thôi để con ra con đuổi nó về nhá. Ê, đừng có đuổi, cứ ra xem là ai đã. Xong vào báo tao. Dạ vâng ạ. À. Thế nào ý ơi đây. À. Gì đây? Em có lời chào cậu cả trong gia phả. Có lời chào cậu cả là đại thiếu gia. Này. Đây chỉ có chữ gia thôi. Chưa có chữ đại. Đại là con bà khác nhá. Thằng này con bà tám cơ. Không phải châm chọc. Có bà tám thì cũng là con của cụ Tịnh Bồng. Ôi giời ôi, nhà cao cửa rộng bề thế thế này cơ mà. Chuyện toàn tiền của dân đấy. À chứ
đến đây có việc gì? Thì tiền của dân hay tiền của thiên hạ thì cũng là tiền. Có tiền là giỏi rồi. Đến đây có chút việc muốn gặp cụ. Cậu cả ở trong gia phả cho gặp cụ tí. Gặp cụ à? Ừ. Úi dồi ôi. Thời gian này gặp cụ khó lắm. Khó? Cụ đang yếu nhá. Khó cái gì mà khó. Thằng này đến mang cả cái bình biếu cụ to thế này thì có gì mà khó. Này, bình cổ đấy. Có cả bình cho cụ à? À, đắt tiền lắm đấy. Cậu xem thử. Đấy, xem thử. Ui, nặng lắm đấy. Nặng thế nhỉ? Bình đồng đen đấy. Trời đồng ơi. Đen cơ à? Cái này thì đã được gặp cụ chưa? Cái này được gặp rồi. Được rồi, đi vào đây. Đây. Ta mê vào cho đi, bắt đây. Thế cũng được. Dạ cụ ơi, cụ ngôn nốt cái đoạn cuối đi ạ. Là vợ chồng Ngô Bắp vào cái chỗ xã. Cho vào, cho cả. Vâng. Này, dạ. Nhà Ngô. Dạ. Bây giờ ấy thì cụ lại có khách. Dạ. Thôi được rồi. Dạ. Cái suất của Ngô mang sang đây ấy, cụ biết thế. Dạ vâng. Đấy. Dạ. Thôi, bây giờ nhà anh cứ về trước. Ê, có gì tôi báo. Ôi, con về trước ạ? À? Dạ, cụ ơi. Cái bình rượu này là vợ con đổi là 4 tạ thóc đấy ạ. Tao nhớ rồi. 4 tạ thóc là cụ điền tên con vào cái xã trưởng cụ nhá. Rồi. Đi. Cặp bánh phu thê cụ nhá. Dạ, đợi ơn cụ con về ạ. Dạ. Đi cửa sau. Đằng trước thì cụ đã có khách thì mày biết được gì. Dạ vâng. Cụ nhớ cho con là xã trưởng cụ nhá. Rồi. Dạ, rồi. Đợi ơn cụ ạ. Vâng. Rượu quý.